Thằng này nó khác thằng thường như nào vô? Thì nó có đào cầu, nó có cái từ thẳng nó có vừa nữa. Dạ. Thằng này thì không có à? Thằng này nó chỉ như cạnh lẻ thôi, thì nó là từng lỡ nữa. Ồ, vậy là thằng này người ta nói nó bị lỡ rồi là do nó không có cái từng chậm đó đúng không? Ờ, ê, quả giặc. Hay là quả thú hay là khủng long gì cũng được nha anh em. Ồ, ghê chưa. Chà bá lỡ luôn. Mâm bánh sao 18, 34 luôn. 18, 4, 30 chứ lộn. Nó lại qua 18, 4. Nó lại 18, 34 chứ lộn. 18, 4, 30. Hồi trước thì vẫn là 11, 24, 11, 2, 24. À, đây để đây là lý do tại sao gọi nó là khủng long hay là quái thú nè. Con này nó khủng hơn mấy con bình thường. 7000 DT, Duo Jackson hoặc Double Jackson gì cũng được. Nó khủng hơn là do cái mình nó dài thòn à. Đờ mình dài. À, thấy chưa? Dài hơn 2 tấc mấy gì đó. Có người nói 5 tấc nữa mà cũng không có đo chính xác là bao nhiêu. Dàn này của Sơn Tâm, Sơn Tâm 6 Tâm ở bên Tân Châu bên á. Dàn này hơi bị khủng rồi, có 2,5 m gì quá. À, đờ mình dài, đờ này có nghe một số anh em nói là đờ trước của đờ cục đòn. Con này có người kêu là mình dài, còn kêu dài đòn rồi đó. Chết luôn mấy con mọng này. Vô chạy cái ô về lúng nè, mình dài này đi mấy đất lúng cũng phê lắm nè. Anh em, nếu mà nói tới chuyện mà đầu tư tới máy lớn rồi là người ta không có quan tâm tới cái vấn đề bắn kính quay, quay đầu chậm, quay đầu lẻ chẳng á. Cái chuyện máy lớn quay đầu chậm cái chuyện đương nhiên rồi. Mình quay mấy con này lên rồi cũng có vài ông vô chơi mua má ăn chi cho lớn cho bự, chạy vô chậm quay đầu cho lâu. Trời ơi. Bỏ tay không? Nói cho nghe luôn, con này á ở cái xứ này xài cái thể loại này là người ta có sớ khô. Mà không dễ sớ khô không, có kéo cài rồi đi kéo móc kéo lúa nữa. Kéo tàu đường dài không à. Nó kéo một lượt cái cải tiến đó. Cho nên đầu tư máy nhỏ là chỉ đi sớ, đi đắp bờ, đi quấn gom thôi. Rồi Kubota M7000, con này nó cũng giống bản bình thường là nó cũng là Kubota V4000, piston 1.5 4 máy 4.0 lít. Nó đúng hơn chỉ có 3.9 mấy rồi sao đó, nhưng mà làm tròn nó 4 chấm. Ở xứ này thì ở cái động này được hai con mình dài này. Mình dài này nếu mà tính ra mình quay thì con này là con thứ ba quay được nè. Dòng này với dòng 7.5 nghe nói bị số lỡ số, nhưng mà cũng có một số anh em nói không có bị là do là mình chơi đồ đó. Chơi đồ ở đây là ý là đồ chơi gắn theo đó là dàn sớ ngắn, dàn sớ dài đó. Chạy nó không đồng tốc, không đồng tua thành ra nó lỡ. Nói chung là cũng tùy cách xài thôi. Bư à, cậu chữ nó bư à. 18, 4, 30 đi với 11. 11, 24, 11, 2, 24. Cái này nếu mà lên 16, 9, 34 là ngoài trước phải lên tới 12, 4. Khiếp không? Hỏi nó còn ăn cái gì mà nó dài dữ. Dài hơn là cái bình dầu ngoài trước nữa nè. Ngoài trước này như có bình dầu phụ. Ở đây chơi toàn hàng dữ dữ không à. Mít lòng trước, đặng lòng sau nè. Xin thưa với anh em là cái tên kênh mình là tên kênh Miền Tây TV. Cho nên máy đồ là quay là ở miền Tây không à. Một vài anh em ở Tây Ninh, Lâm Đồng đồ vô chơi khen hoài má, nhưng mà gọi là khủng, má như gọi là bự. Lên Tây Ninh mà coi, lên Lâm Đồng mà coi má còn dữ hơn nữa nè. Ở đâu thì sống theo đó anh em, tùy dùng tùy đất mà người ta sắm má ta chạy. Như mấy con này ở bên tay nó bây giờ nó còn sót lại là phải nói nó là máy lớn, máy khủng rồi. Do bây giờ người ta xài là đa số là xài mấy con 45-50 ngựa là nhiều. Thậm chí bây giờ kể cả 6040 cũng được gọi là liệt vô cái hàng là máy lớn nữa. Ông nội ở dấu bánh không? Đi lọt dấu bánh. Máy lớn đi nữa là dấu bánh lắm.
mấy cái đồng này đồng ba vụ anh em, cho nên là không có xới sâu. Xíu mặt là rồi quất đó, hai tác là vô trang trại rồi. DRC nha anh em, Đà Nẵng đó. Đà Nẵng gai hông nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó ngầu hơn Nguyễn Định với Châu Nhà Nông. Hôm trước có kéo lúa nữa mà mình quay đâu kèo đâu, phải quay kèo kéo lúa rồi coi cái mình dài nó kéo. Nó kéo lúa chắc khỏi gắn tà, mình dài có gắn cũng gắn ít thôi. Bốn ngàn trên 7.000 này thì nó tua 2.400 nha anh em, còn trên 6.000 tua 2.200. Số sớ là 540 với 1.000. Để hôm nào rảnh mình làm clip mình nói về cái vụ dòng tua cho anh em nghe, tránh gió được chơi. Cái vụ dòng tua này có nhiều anh em cũng chưa có gọi là chưa có thông á, còn hơi mơ hồ, do cũng đang trong quá trình tìm hiểu mà mình lúc đầu mà tìm hiểu cũng vẫn vậy, từ từ cái đầu nó mới thông. Bình dầu của anh đó, các nước tuốt ở trong, dài hơn được khúc đó đó. Cái đó tính ra là cũng cỡ 3 tấc á, tính từ cái mấy cái các nước á. Ở hôm trước hình như là mình có làm một tấm hình mình soi chiều dài đó, dài hơn như quên trời. Không có đo được, chỉ hào hào thôi. Hình như nó dài hơn cả cái khúc mặt nạ này nè, khúc trước á, khớp trước á. Trong dần vỏ nhìn gai đã không? Đà Nẵng này hình như là mắc nhất cái gì nè, mắc hơn Nguyễn Định cái gì đó. DRC Đà Nẵng Rubber Company, công ty cao su Đà Nẵng. Chà bá. Sơn Tâm thì anh làm vàng sớ thì chiên là sớ khô là nhiều. Có để chứ Campuchia nữa. Hình như là làm bán Campuchia nhiều. Bây giờ nhìn là giáo giác hiện giờ đang chạy là hết 3 con Kubota, một con Fiat AG 7056, một con 7.000 mình dài, một con 6.010 đắp bờ với một con 7.010K đang sớ ngoài kia nữa. Ăn cái gì mà bự mà dài dữ. đi bao mấy cái đồng mày sớ có nước này, bao mấy cái con mồng quốc phát nào rồi ra máu phát đó, nó chích ngặt lắm em, nó chích vô rồi là về là sưng lên rồi nó ngứa gan gan chứ, ngứa mà gãi bóc phê luôn.
ngứa ai nói gì, nó sưng lên cảm giác mà nó cứng. Đập nó thì tội, mà không đập thì nó đau. Tà này hơi nhỏ người lên con máy này chạy, thấy con máy không à, mất cái ông bồ mất tiêu ổng rồi. Ôi mẹ ơi nó dài. Nó dài chứ con cỡ Fiat 750-800 rồi trở lên á. Uống đi, uống rồi. Bé xìu. Thằng này nó khác thằng thường chỗ nào chú? Nó khác cái đời cục đòn chỗ nào? Nó dài hơn phải không? Ừ. Như có cái bình dầu trước mà. Ừ. Bình dầu phủ đó. Ừ. Dài này ông bữa có thấy được cá lúa đó không? Cái này có cá lúa không? Ừ. Hay chiếc kia? Mình dài này kéo như là nó ngon hơn mình ngắn phải không? Dạ nó bườn hơn. Rồi chạy đi qua. Dạ. Thằng này thì không có hả? Ờ, vậy là thằng này người ta nói nó bị lỡ rồi là do nó không có cái từng chậm đó đúng không? Dạ dạ dạ. Dạ nó cũng chậm lẹ mà nó có được cái thằng lỡ nữa. Dạ. Chạy chung mấy chiếc này đúng không? Ra là vậy. Vậy là nó có thêm cái bình dầu đó, với con này nó chỉ chậm lẹ thôi, nó không có cái từng lỡ như con 7000 thường. Kìa. Cái chỗ này nó lúng mẹ ơi. Chớ gì cũng sâu lắm á ta. Chứ cạn gì. Mình đi mấy chỗ sớ rồi là hơn nữa ông quyển bộ. Thêm vần đất nó lúng nữa. Ý nó lúng ở đây là người ta không dám sớ sâu nhẹo nha anh em, chứ không phải là lúng mà mình sớ cộng vô thêm gì nó sâu. Mấy chỗ mà đi ngang không quyển là mấy chỗ chân đất nó cứng. Nhanh thì nhanh quá, chậm thì chậm quá.